Hế lộ anh em này có con server mới giới thiệu cho anh em được phết. Nhìn cải trang hào quang nhấp nháy đẹp vai o. Đây là đến võ đài để anh em đánh nhau kiếm điểm đổi cải trang nhé. Bà này để chế tạo đồ thiên sứ mà cũng chả cần đâu, dưới kia phát cho anh em set di gen mạnh cực luôn. Vào game sẽ nhận được 10 triệu tiền đổi vàng ngọc tha hồ nhé. Thằng này để đánh cờ bạc. Xúc xa tan cực nhiều chức năng luôn nha. Anh em có thể đổi vàng ngọc ở đây phờ di tận 10 triệu cơ mà tha hồ mà phá. Đây bán mấy con pet nhé. Đây là shop bán Pokemon đẹp cực. Shop hào quang để mua cái hào quang nhấp nháy như tôi nha. Đây bán đồ thiên sứ di gen VIP thôi rồi luôn. Chả biết còn bư đâu nữa để đổi khu xem sao. Thằng này để đổi đệ VIP nha. Ở các làng thì có map mới, map đồng băng anh du. Quái gì mạnh vãi. Chắc đây là map sự kiện hay phết. Server mới mở lên hơi ít người chơi, anh em vô làm chùm nhé. Server hỗ trợ đủ phiên bản cho anh em nha. Tôi để link gốc cho anh em đỡ phải vượt nhé. Anh em nào cần quảng cáo liên hệ Zano cho tôi nhé. Bye bye.